cái máy bay tí đó mà tận gần 500.000. Chứ sao nữa, nuôi em bé hả, mắc tiền lắm á. Nhưng mà yên tâm đi, vì Hân, anh sẽ cố gắng đầu tư. Yeah. Phải cả phiền phức. Mà này, anh thích cô ta thật đấy à? Mày ở với anh, mày biết tính anh rồi. Yeah. Em biết mà, miễn là đàn bà và con thở là anh thích hết. Chào Tâm. Lúc nãy anh có thử rồi, nhưng mà anh thử bằng tay nó chưa có chính xác lắm. Anh muốn thử trực tiếp á. Ta Tâm cho anh thử trực tiếp được không? Nhà em có ti giả đấy, anh có muốn thử không ạ? Ti giả hả? Dạ. Thôi tính tiền luôn. Ê. Lâm. Nhi kìa. Uầy. Để anh ra anh gọi. Nhi ơi, Nhi ơi. Nhi ơi. Anh bị điên à? Anh làm trò gì đây? Gì là cái gì? Anh với Nhi quen biết nhau, ra chào hỏi nhau chuyện bình thường mà. Anh nói cho mày biết, trong tình yêu mà sĩ diện chỉ đi làm từ thiện như thằng khác thôi. Yêu là mình phải xông lên mình giành lấy. Hiểu không? Sao mà em phải xông lên? Anh ơi, cô ta là người đạp em ra mà. Là cái giọng sĩ. Nhìn vô mắt mày, anh biết là mày yêu Nhi, đúng không? Anh chưa bao giờ thấy mày yêu ai mà nghiêm túc như là yêu Nhi. Vậy mà Nhi nói chia tay một cái là mày ok ngay. Tại vì em không cần ai mà không cần em nữa thôi, ok. Con Nhi nó cũng nghĩ như vậy. Nhi cũng nghĩ là mày không cần Nhi, và Nhi cũng chẳng cần mày. Trong tình yêu là mình phải thử mọi cách, chừng nào hết cách thì mình mới buông bỏ. Thậm chí là mình phải quỳ xuống cho người ta thấy cái tấm chân tình của mình. Mày hiểu không? Ông nói như ông biết lắm ấy. Ông thì biết cái gì về tình yêu? Không biết. Ông gặp đàn bà chỉ có suốt ngày. Ai nói mày hời hợt chị? Anh là phải chi tiết lên. Kinh quá ông ơi. Kệ mày á. Tình yêu có được hay không là do bản thân mày. Nhưng mà theo anh nghĩ, phải xông lên, mày giành lấy. Chứ không mà thằng khác nó lấy liền. Ok. Giờ anh về anh bắt sữa cho Hân. Em tính tiền cho thằng này. Nhi, em chờ anh lâu chưa? Anh Nguyên. Anh xin lỗi, anh đến muộn. Không sao đâu, em vừa mới đến thôi. Thế à? Anh kia bị sao đấy nhở? Anh gì ơi? Anh bị sao thế? Anh gì ơi? Anh ơi, em có thấy sợ sợ làm sao ấy? Hay là thôi mình đi đi. Không được. Lỡ người ta trúng gió hay đột quỵ ở đấy thì sao? Để anh gọi cấp cứu. Ô, chị đang mệt như thế thì nghỉ một tí đi. Lúc khác dọn được mà. Chị vẫn làm được. Đằng này cũng sắp xong rồi mà. Anh mua về rồi nè. Nguyên một dãy luôn. Hoa cả mắt, lựa mãi mới được. Anh chị ướm bằng tay không biết có vừa không. Nếu mà không vừa, em kêu anh đi đổi khác nha. Em cảm ơn anh. Khi nào có tiền thì để em gửi lại cho anh á. Có vài triệu thôi, không có gì đâu. Miệng em mà con vui là anh vui rồi. Này, anh nói nghe cứ như người một nhà ấy nhở. Thì Hân mà con ở đây cũng như là người một nhà rồi. Em vô thử coi vừa không, để anh phụ em một tay. Thôi không cần đâu ạ. Cái này em tự làm một mình được. Ơ, cái này tự làm một mình được hả? Ê, ông muốn duyên nó vừa rồi. Người một nhà mà. Đánh
đây đây, không phải người nhà đâu. Đi đấy, nằm đây đây. Đây, giao cho mình, giao mình quả, giao cho cá tôi để luôn. Bám chặt thế nhỉ? Bám chặt thế nhỉ? Án tao thế rồi mà. Đây đây đây, cá nó bỏng chặt. Sao nó bỏng chặt thế nhỉ? Ngáo rồi. Đang nằm đấy mình cùng dậy chạy được. Bây sao thế? Cháu bị sao? Cháu thế nào đấy? Thế nào để cho các bác con đây? Ngào đá rồi. Đi lên răng ấy chứ. Nào này, bị thế nào thì thế nào? Nào ấy là ngơ ngơ đây này. Bên nhà lúc ngơ 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 này. Lúc chiều đi mua mấy hộp sữa cho Hân á, anh kêu mà ho đừng có ra, đừng có cái cho mà vậy này trời xuống xuống quỳ lại luôn là trời. Nó cần sự an ủi của tụi mình lắm. lên xin lỗi nó tiếng. Làm ơi. Cười.